Audio Jungle. Xin chào bà con, thì đây là cái hành trình mà mình chắc hai từ mùa lắc đi xuống thăm vườn và thu hoạch sầu riêng vi sáu của bà nông con nông dân ở Đắk Lắk chúng ta. Thì đây thật sự là trời mưa rất là cực, con nhìn đường này thật sự là đi rất là khó khăn. Con nhìn này, mấy cày đi rất là khó khăn, nhưng việc đi lại vận chuyển cái sầu riêng ra ngoài rất là khó. Đây mình đang đi bộ xuống vườn cũng rất là xa. Đây là xuống vườn của nông dân của anh Nguyễn ở Buôn Hồ Đắk Lắk đây. Vườn của anh nói chung là cũng rất là sai về sầu riêng. Đây mình quay về toàn bộ cái cảnh mà thu hoạch sầu riêng già và chuẩn bị rụng hết rồi đó. Đây là sầu riêng tại vườn của bà con nông dân, đó là ri sáu và đô na. Trong vườn là trồng sen cà phê. Cắt cái này đi. Hết luôn à? Nhục quá. Thơm lắm à. Thơm không? Thơm. Có thấy đeo đâu. Đấy của mình bỏ cái chanh này. Sau đây không cắt hả? Nắm. Đâu? Nắm đâu? Nắm đâu? À, ừ, thơm. Thơm quá. Qua chai chín này. Sướng nè. Thôi rụng dưới kia xuống làm đi. Có cúng rụng đó, đảm bảo 100% luôn. Lượm rồi. Không à. Thôi giữ tay. Lượm bên lượm mấy rồi, sáu đi dạo giữ này. Chết rồi. Đây có bị không Phát? Ừ. Nắm không? Tí lên kiểm tra lại mà. Chắc à. Cái nào có nắm mình làm dấu cuốn đi. Chào bỏ lại cho các anh chị. Cái này nè. Cái này tạp mình lựa ra chứ. Còn lựa nữa mà. Lựa ra cái nào nắm mình lựa ra chứ. Cắt luôn cái gì? Cắt hết đi. Cắt hết chứ. Đã nói diệt rồi mà. Ông Năm bảo diệt hết còn gì nữa mà. Đúng mà cái nửa tháng trời mới cắt lại, đúng là ông cắt chiến dao này dao thứ ba đấy. Chỗ đó mới cho nó an toàn. Còn mưa mà. Để ra chứ. Mất ba bình là đủ, mẹ đè uống cho cố rồi anh. Uống qua. Anh biết. Cứ cái nào cô uống là cháu làm dấu rồi biết liền hả? Mà cái này nó ở đây nó cũng thơm ghê nha. Cái này sẽ đeo đủ mấy cũng 4 cái găng tay được. Còn đồ nào cho nó, đồ nào đốt đi chú. Nói lấy luôn. Mày nói luôn lấy luôn rồi giờ mình đốt vậy đâu đâu tay. Tao biết đeo không? Có 2 đôi. Tôi tưởng là 1 đôi được rồi chứ. Thank you.
cây thiệt nhiều chứ. Ừ. Cái kia sao? Có cái. Đó đủ má có ong hết rồi. Ong gì? Mày đừng mày kìa. Ong rùi. Mà nó chiếc kia lắm á. Đừng đụng nó không cái. Đừng bước vô cành ngay chanh nha. Có tổ ong hả? Có. Đâu? Ong. Đâu? Ong đất hả? Ong sắt nó luôn chứ gì đâu mày. Ừ, ong chọc một cái nữa đủ mà nó bay ra là ở đây là. Coi chiếc mày hết luôn á. Bỏ nhà luôn nè. Bỏ nhà rồi. Nó nhai ong á. Nhà nuốt luôn. Chiếc mới đậu. Bằng ong rùi cho người. Xong rồi, đứng hình rồi, Rồi xong rồi, đó đủ mà. Tình hình này là thấy không ổn rồi. Mới có đủ mà, ba bước mà. Nghe nó ớt. Đây, xuống đây đó, đây. Chạy rồi. Cái đây luôn. Đâu, cái nào? Quá. Quen. Đớp luôn phải có cái gì đớp chứ. Có tay không vậy hả? Vỏ kìa. À, đổ lát đó. Đi bắt à, bắt. Mấy bữa luôn. Coi như mùa này cắt trống luôn, cắt trống luôn. Cắt luôn trống. Cũng cắt luôn. Ờ cắt luôn vô ổng là con tính 21 mà. Ổng khô vô ổng vậy mà 21. Ờ thì vô cứ không ấy rồi, cứ cắt luôn đi, giặt cuốn đi. Vô cái nào ổng bỏ ra ổng tính. Tính sao tính? Hai chỗ đó cứ được thôi, già không cắt vô cái chú luôn hai đó. À, sau này sót nó đi. Cái thải đó nhiều cái nó nhỏ nó chưa tới chỗ đó hả? Tôi gõ được tôi cắt luôn. Đây. Cái nào đây chú? Cắt cái đó cắt rồi, cắt đó xong thì quay đây nè.
dày lắm. Bò xuống. Bỏ. Bỏ dày. Gõ vô. Bỏ dày nó mới lời. Đưa lên da đôi. Thì bớt lại. Cái nào giúp? Đi qua cái này đi. Đưa té này. Quay full full option. Máy mạnh nhiều ghi đó. À, giám đốc. À. 64. 64 ghi. Phải ớn. Yếu. Đây này. Chín để con trái nghe gì? Chín ở bên kia rồi. Mô. Tôi xách qua bên nhà, con này tính chở đi bán. Rồi con có trái nào chín à?